Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lồng Cơ Thành Nhà, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, tiếp tục hôm nay ngày 14 tháng 7, lên nhanh cho các bác nổ máy. Hôm nay có 11 con thôi ạ, vẫn như mọi khi nha, toàn những mặt hàng hệ người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng, người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng, đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau như Maruyama có, Shinawa có, Echo có, Mitsubishi hôm nào cũng nhiều hết. Và cuối cùng lại là một con Honda 4 thì nhà. Đó, người bác thấy ạ. Bác nào đã đăng ký kênh Lồng Cơ Thành Định và xem một số video đấy ạ, ngày nào cũng toàn những mặt hàng hệ, những con đẹp nhất, xuất sắc nhất nên để phục vụ các bác. Vâng, công suất hôm nay cũng rất đa dạng nha, từ 21cc cho tới 35cc. Giá tiền hôm nay từ 1.150.000 đồng cho tới 3.000.000 đồng nha. Và tất cả cái giá em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo mặc định đi theo một con máy, đó là dao dài, bấm phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán không cần phải cọc kẹt gì hết. Rồi đến khi nhận hàng, được bóc ra kiểm tra, test đồ, ok ngon lành thì mới giao tiền cho nhân viên giao hàng nha các bác. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn ạ. Trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Sáng nào hôm nay không sử dụng, các bác nhấn nút bơm xăng. Xăng từ bình xăng lớn đến bình xăng con rồi. Bây giờ muốn cho xăng từ bình xăng con vào bồn đốt để nó nổ được thì phải đóng cái ne này. Ne thì 99% nó giống như con số K1 đây này. Bắt đầu khởi động, nhấc lên, giật 3-4 cái nổ rồi, thả xuống. Số ít bên tay trái thì nằm ngược lại nha. Tay trái thì có rất nhiều hãng, Maruyama ở bên tay trái thì nằm ngược lại, bắt đầu khởi động ạ, thả xuống nổ rồi nhấc lên. Nhưng mà với những cái thương hiệu Shinawa thì nó lại hoàn toàn khác nha. Shinawa thì nó làm giống như bên tay phải ạ. Cứ bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Nói chung là mỗi dòng, mỗi đời nó xài thêm một kiểu cái đóng nghe khác nhau. Bác nào, các bác phải biết được chiều nào chiều đóng, chiều nào chiều mở thì vận hành một con máy sáng ra nó mới dễ nổ được nha các bác. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng, đông này không sử dụng thì mình nhằm thao ra như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ thì tuyệt đối không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nghe nữa. Bây giờ mà đóng nghe nữa, cố mà đóng mà giật tầm 3-4 cái ạ, rồi nó sặc xăng nó không nổ đâu. Chỉ cần ga lên một chút, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, K1 ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến thương hiệu Maruyama. Con này em bán xả cho các bác đấy. Một con 23cc với phiên bản bố tung rời tung nhôm mà bên Lồng Cơ Thành Định chỉ bán giá 1.150.000 đồng thôi ạ. Đó, các bác không để ý một cái thanh nhá, một cái thanh như này. Một tí 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 ở đây thôi ạ, không ảnh hưởng đến độ đẹp cho đến chất lượng của máy đâu. Nhưng mà bán xả mấy trăm ngàn bạc nha các bác. Với phiên bản chế ga ngang Warmoro, chế một kim, một dòng chế siêu tiết kiệm xăng rồi. Nhưng em vừa giới thiệu bố tung rời tung nhôm Bocon 260 tay ga giữ, đấu bò riêng cho các bác. Và bán xả chỉ 1.150.000 đồng. Xả không phải vì độ đẹp, độ phần trăm của cái máy, mà xả vì gãy một tí thì đi thành vỏ rồi nha các bác. Đó, các bác nhanh tay lựa chọn con này nha, chỉ 1.150.000 đồng. Maruyama 23cc lòng 32 ly ạ. Tiếp tới K2 nhìn hơn công suất con số K1. K2 là phiên bản đủ đến từ thương hiệu Maruyama nha. Một con Maruyama MB263 26cc lòng 34 ly. Và với những con màu xanh này như em vừa nói đấy ạ, nó có chữ Kubota cần kìa. Nó là những phiên bản đủ cho các bác đấy. Đủ là sao ạ? Trục giật có trợ lực này, chế ga ngang Warmoro 2 kim chỉnh, quá xịn sò luôn ạ. Và tất cả những thương hiệu Maruyama nói chung, nóc máy đều có dập nổi, Made in Japan dập nổi. Vâng, con này thì đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 260. Đó các bác thấy ạ, tương đối là xuất sắc nha. Với những phiên bản này, để mà nói về chất lượng máy, độ khỏe của máy, nó phải so sánh với những thương hiệu đầu bảng như Mitsubishi đời Taylor hay là Zenwatt Komatsu đời BC cơ ạ. Có thậm chí nó còn hơn nữa ạ. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đâu bo rin cho các bác. Vâng, K2 ngày hôm nay em chỉ có giá là 1.850.000 đồng rồi ạ. 1.850.000 đồng K2 cho thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ.
K2 1.850.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, với bác nào thích một trong những con 26cc lòng 34 ly, phát nhẹ nhàng nhạ, đeo nhẹ nhàng nhạ, thiết kế form dáng cực kỳ gọn gàng, đó là một con hàng hệ, một trong những dòng phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Senawa. Senawa shop hay là Senawa 3 số đều là đó ạ. Senawa 260, 26cc lòng 34 ly, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Với những mặt hàng này để mà độ đẹp của nó cũng là ở rất khá rồi nha các bác. Và đặc biệt hơn, phiên bản này cũng là phiên bản cao cấp, phiên bản đủ cho các bác, đó là trợ lực này, chế ga ngang qua model 2 kim chỉnh này, bố tum liền đó, nước sơn tum hơi chảy chảy một tí thôi, nhưng mà phần trăm con này cũng còn tương đối là cao đấy ạ. Còn các bác đòi hỏi những con phát chuyên nghiệp, những con đắt tiền bên máy Nhật thì ạ, mà đòi hỏi mới ơi là mới 95% ạ, các bác những cái con dòng đó các bác chỉ mua được những con Trung Quốc xuất Nhật hoặc là Trung Quốc thôi ạ. Còn với những cái máy Nhật bãi mà như em nói là những cái dòng phát chuyên nghiệp ạ, cho dù nó phân khúc nhỏ hay là trung bình hay lớn đi chăng nữa, đã là dòng phát chuyên nghiệp thì bên Nhật nó phải mua đắt. Và đã là mua đắt, bỏ cái túi tiền ra, ví dụ một con máy nó bỏ ra túi tiền đắt thì chẳng hạn, không có lý do gì mà người ta phát một vài vì sao người ta bỏ đâu ạ. Với những cái trường hợp như một số ông bên Nhật, ông phát một vài vì sao ông bỏ, ông sẽ mua những cái thương hiệu như em nói là sử dụng gia đình ạ. Đó, ví dụ gia đình như kiểu con số K5 đây này, đó nó nhỏ nhẹ gọn gàng. Đó, có khi người ta phát một vài bề xăng bỏ đó có. Còn với những phiên bản như con Senawa này thì không có chuyện đó đâu ạ. Với phiên bản bố tum liền, tay ga giữ, đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác. Và K3 ngày hôm nay có giá 1.600.000 đồng. Với mức cái giá này các bác có thể tham khảo ở tất cả các anh khác nha. Một cái phiên bản đủ chế hệ 2 kim có trợ lực như thế này không bao giờ ở cái địa phương của bác dưới 1.900.000 đồng đâu ạ. Bên Lâm Cơ Thịnh Định chỉ bán 1.600.000 đồng cho con số K3 đến từ thương hiệu Senawa 260, 26cc lòng 34 ly ạ. Thiết kế form dáng gọn gàng nhẹ nhàng, tốc độ tua máy của con này cực kỳ nhanh luôn nha các bác. Vâng, K3 1.600.000 đồng ạ. Và với những phiên bản như con số K3 này, nó thích hợp với chị em nào phụ nữ ạ, không đeo được máy lăng mà thích đi phát khoán nha. Như em nói đấy, những dòng phát chuyên nghiệp các tuy không phải là ở phân khúc cỡ lớn, nó phân khúc cỡ trung bình thôi, nhưng mà phát cây gã ngày 7-8 tiếng nó chịu được nhiệt hết nha. Nhất là nó nhẹ nhàng ạ. Vậy em mới nói là chị em phụ nữ, có một số chị em phụ nữ chắc cân nặng tầm 40kg, em bán cho ở khu địa vực địa phương em này. Tôi thích một con máy nhẹ ở phát khỏe một chút, chọn lựa những cái thương hiệu như thế vậy nha các bác. Vân K4 Echocurit rin nguyên bản 100%, giá cũng chỉ có 1.550.000 đồng. Các bác đã sở hữu một con máy đến từ thương hiệu Echocurit với phiên bản SRC 260, 26cc lòng 34 ly. Với những phiên bản này như em nói đấy ạ, tuy nó vẫn khúc cỡ trung bình thôi, nhưng mà với phiên bản này các bác cũng phát cày cả được, đồ đạc thay giáo con này cực kỳ sẵn luôn ạ. Vâng, với tình trạng của em nó thì cũng đang sử dụng bộ giật có trợ lực bằng cái van xả đầu nòng này. Khi các bác giật này, cái này nó nhấp nhả cái van xả này, nó làm cho mình giật nhẹ đi nha. Chế bơm xăng tự động, chế ga đứng, chế quả ga, bố tum liền tum nhung, tay ga giữ công tác luôn nhân tay, đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác. Cái đầu bo nó cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Vâng, K4 ngày hôm nay 1.550.000 đồng nha. 1.550.000 đồng K4 cho thương hiệu Echocurit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Tiếng găng tỉ đấy, cực kỳ êm luôn ạ. Vâng, K4 1.550.000 đồng. Vâng, với bác nào cao tuổi chị em phụ nữ thích một trong những con máy phân khúc nhỏ nhẹ gọn gàng, một con đời cao để phát gia đình, chọn K5 ngày hôm nay nha. Độ đẹp cho đi yếu tố ổn định tiết kiệm xăng, những thương hiệu nó thuộc hệ hàng đầu. Còn để mà so với độ bền đấy ạ, thì nói chung là không, em không nói là con này nó không bền, nhưng mà so với những con mẹ em vào nói là phát chuyên nghiệp như những dòng Senawa hay Echocurit này
thì nó sẽ không bằng nha. Còn về xét về yếu tố ổn định, những bác nào phát ít cần những sự ổn định này, cần một con máy nhẹ này, một con đời cao ấy ạ, chọn lựa những thương hiệu này nha. Tại vì khách hàng bên đó quay thể định cũng rất đa dạng, có những bác một năm chỉ xài tầm chục bình xăng thôi, đó phát bãi cỏ bờ ao bờ ruộng quanh nhà đó, thì chắc bác chọn những cái này. Hầu như đa phần thì khu vực phía Bắc ấy ạ, 10 con máy thì em bán đến tầm khoảng hơn một nửa cái số đấy là các bác khi tư vấn các bác phát ít nha. Đó, cũng có bác phát nhiều nhưng hầu như đa phần phát ít hết. Và để mà phát ít ạ, không bao giờ cái đường máy nó trục trặc từ đâu. Đó, cái trục trặc đấy là do các bác lười làm quá. 2-3 tháng các bác mới làm một lần thì chắc chắn rồi, để lâu quá thì máy nó cũng chắc chắn rồi, khi mà sử dụng lại nó phải xúc rửa lại bình xăng con, rồi chung là máy nào cũng vậy hết. Đó, nên là với những bác nào sử dụng ít như vậy, muốn một con máy nhẹ đời cao về yếu tố đặt hàng đầu, về yếu tố ổn định tiết kiệm hàng đầu ạ, chọn ca làm ngày hôm nay. Một con công suất cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Mitsubishi, một con đời cao, chắc chắn rồi, đời cao nó phải có trợ lực nha. Chế ga ngang, chế Warmro, chế một kim. Và đây là một con Mitsubishi TUE 21cc lòng 31 ly do tập đoàn Ryobi phân phối nha. Với những thương hiệu Mitsubishi đời này thì nó có dập nổi chữ Mitsubishi nha. Mitsubishi và logo thương hiệu của Mitsubishi các bác ạ. Tình trạng thì nguyên bản hết cho các bác, với phiên bản bố tum liền đi kèm với em nó là bộ tay ga bóp hệ xịn giò này. Cái bộ tay ga này giá trị lắm đấy nha bác nha. Đầu bò rin cho các bác, Mitsubishi trên cần nha, chữ Mitsubishi trên cần, tem mã vạch còn y nguyên hết. Và chỉ có giá 1.350.000 đồng thôi ạ. K5 1.350.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi đời TUE. Phân khúc của nó là 21cc lòng 31 ly ạ. Trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Các bác có thể nghe tiếng máy của nó nghe cũng giòn lắm ạ. K5 1.350.000 đồng. Vâng, Mitsubishi TL231 phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác. Đó là con số K6 ngày hôm nay. Vâng, em vừa giới thiệu phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ Mitsubishi TL231 thì nó sẽ là 23cc lòng 32 ly, tương đối là số giá cả. Bố tum rơi, tum nhôm, bố cồn 260 như các bác thấy đấy ạ, từ lớp sơn rin của nó này. Đó, còn đỏ nguyên đỏ au luôn ạ. Tay ga giữ công tác bên tay, chiều công tác lên là tắt, xuống là bật. Đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác, đầu bò ngực chống cuốn cỏ liền mạch từ A tới Z. Và bên ông cứ thực định chỉ bán giá 1.750.000 đồng. Với một con tum rơi đẹp như thế vậy, để các bác tham khảo các kênh khác ạ. Chưa chắc các bác ở kênh khác các bác mua được một con tum liền đâu ạ. Và một con tum liền nó sẽ rẻ hơn rất nhiều đấy ạ. Tum liền con đẹp như thế này bên đây có thể hiện tại ở cái mức giá 1.600.000 đồng thôi ạ, mà còn rất nhiều nha. Đó, ví dụ các bác thích một con chất lượng y chang như vậy chẳng hạn, không để ý tum rời hay là tum liền gì đó, có những con như thế này. Đó, bên đây có thể định hiện tại vừa về cái nô máy rất nhiều những con tum liền như vậy ạ. Các bác có thể đặt hàng trực tiếp qua Zalo ạ. Vâng, quay trở lại video con cố số K6 ngày hôm nay 1.750.000 đồng ạ. Xin tiếp nổi con số K6 ngày hôm nay. K6 1.750.000 đồng ạ. Nhìn hơn K6 các bác có thể chọn K7, K8 ngày hôm nay. Cặp Mitsubishi TL26 quá là xuất sắc luôn các bác ạ. Và nó hai con chất lượng như nhau, giá tiền như nhau nha, khác nhau cái màu thôi. Vâng, các bác hợp mệnh nào thì các bác chọn màu đó nha các bác. Có số K7 Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 đi. Còn K8 cũng vậy nha. Và với những phiên bản Mitsubishi TL26 ấy ạ, về cái form dáng nó cũng thiết kế cực kỳ gọn gàng, nó thiết kế y chang cái form dáng giống y chang con 23 26, từ vỏ áo này, vỏ bô này, bình xăng con này, hầu như sườn đốc máy ạ, nó gần như thiết kế ngang nhau, cái nòng nó nhỉnh hơn nhau thôi nha các bác.
Vâng, mặc định của nó là lốc máy dập nồi, Made in Japan dập nồi. Lòng 26 thì có đóng số 26 ở đây nha, 26. Chế ga ngang qua 1RS. Bố thùng rời tum nhôm cho các bác. Tay ca giữ. Đầu bo chắn gọt đi nguyên bản hết. Đó, như các bác thấy đấy, hai con tương đối là xuất sắc. Và giá tiền của con TL26 bên công ty hiện tại đó sẽ là 2.200.000 đồng ạ. K7 2.200.000 đồng, K8 cho thương hiệu Mitsubishi TL26. Phân khúc của nó là 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, K6 2.200.000 đồng ạ. À xin lỗi ạ, K7 nha. Xin lỗi, K7 2.200.000 đồng ạ. K8 cũng vậy, khác nhau cái màu thôi ạ. Hai con chất lượng như nhau, giá tiền cũng như nhau. 2.200.000 đồng K8 cho thương hiệu Mitsubishi TL26, 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, K8 2.200.000 đồng. Vâng, tiếp tục lại nhìn hơn K7, K8. Các bác có thể chọn Mitsubishi TL261. Và các bác lưu ý nha, TL261 nó chỉ nhìn hơn TL26 0.1cc thôi ạ. À. Đó, nên nó đắt hơn 200.000 cơ. Đó, chứ không phải là nó ngon hơn, không phải nó xịn sò hơn mà đắt tiền hơn nha. Nó chỉ hơn 0.1, giá tiền nó đã khác rồi ạ. À. Mitsubishi TL26 thì bộ phận từ phần trên đây này, nó sử dụng chung với lại máy Mitsubishi TL261 sử dụng chung với TL26 nha. Cái bộ phận lòng bảng bê tông này, từ bình xăng con chế ga ngang nó sử dụng chung hết, từ 20 đến 23 sử dụng chung này, bô biếc vỏ áo bô sử dụng chung, có một cái phần dưới này nói chung là to, nó nhích một tị đi nên nó tự nhiên nó sản xuất ra 0.1 công suất nữa thôi ạ. À. 0.1 công suất chứ không phải 1 công suất nha, đó là 26.1 công suất. Vâng, với tình trạng của em nó thì như các bác có thấy ạ, tương đối là xuất sắc, chắc chắn rồi, lốc máy dập nổi Made in Japan dập nổi với phiên bản bố tum rơi tum nhôm, bố côn 260, quá là xuất sắc luôn ạ. À. Tay ga giữ, đầu bo rin cho các bác. Và cũng chỉ có giá 2.400.000 đồng thôi ạ. K9 2.400.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261, phân khúc 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, K9 2.400.000 đồng ạ. Vâng, con K10 với bắt đầu thích một trong những con phân khúc cỡ khỏe, phạt cày, phạt khoán, phạt thuê, phạt gì đó nhiều đấy, các bác có thể chọn K10 ngày hôm nay. Với một con trâu bò, một con đến từ thương hiệu Senagua S35, 35cc lòng của nó 36 ly, ông vua của phân khúc 36 ly nha. Nghĩa là sao ạ? Ông vua, ý em muốn nói ở đây ạ, ông vua về cái độ khỏe ở cái lòng 36 ly nha. Lòng 36 ly, con này là con khỏe nhất so với tất cả các thương hiệu khác. Lòng 36 ly của Mitsubishi đời TL nó mới có 33cc thôi. Genwatt Komatsu lòng 36 ly cũng có chỉ có 34cc thôi ạ. À. Nhưng mà Senagua nó đến 35cc ạ. À. Cực kỳ bền luôn ạ. À. Tình trạng của em nó thì rin nguyên bản hết. Có cái chế ga ngang này. Chế ga ngang là chế rin, nhưng mà cái phiên bản gốc của nó là phiên bản chế ga đứng. Và đa phần gần như 100% anh em thợ khi bán cho một con máy của bác ấy, ít khi nào có ông nào để cái bình xăng con rin của nó đó mà. Bình xăng con rin của nó khi sử dụng buổi sáng đấy, hoặc là nó hay bị chập chờn lắm,
nhất là vậy, thứ hai là ăn xăng, thứ ba lên ga chậm. Đó, lên anh em thợ đều tay hết. Có một số anh em thợ, có một số cửa hàng khác người ta sẽ lên chế mới cho các bác. Nhưng với những con xịn giò, những con đắt tiền như thế này thì bên ông có thể định lên chế ga ngang, chế qua một rồi, chế rin cho các bác luôn như các bác. Bố tum liền tum nhôm như các bác thấy đấy ạ, làm cực kỳ chắc chắn luôn ạ. Cần xoay 360 độ được nha. Đó, cực kỳ tiện luôn. Các bác có xoay cần, máy nó vẫn đứng nha. Đó, nhiều bác bảo sao cần nó xoay được sao không đứng đấy. Nói chung là nó xoay nó mới ngon, nhưng còn nó đứng thì đơn giản lắm ạ. Đó, khi các bác móc đèo ở đây này, các bác nhấc tay này này. Đó, ví dụ đây, nhấc lên rồi xoay. Đó, vẫn xoay bình thường nha. Đó, cái máy vẫn đứng yên này. Đó, nó là vậy, nó tiện như thế vậy đấy ạ. Vâng, nó sử dụng tay ga bóp mỏ vịt cực kỳ xịn xò, bóp nhà. Đầu bò rin cho các bác, như các bác thấy đấy ạ, từ cái đầu bò rin của nó này, nó thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Ống cần thì lại ống cần thông dụng phi 26 tỳ 9 khía, rất thích hợp với bác nào thích một trong những con máy khỏe này, ráp đầu sới này, nói chung là làm tất cả các việc khác nữa nha. Vâng, K10 ngày hôm nay giá 3 triệu thôi ạ. Và với những cái thương hiệu máy lớn này, với cái tình trạng như bây giờ hàng nó không về được ạ. Nói thật với các bác, cũng không trong quá trình tầm khoảng nửa tháng nữa thôi, khi các bác tìm những con máy lớn, những con hàng hệ như vậy cực kỳ khó luôn đấy ạ. Vâng, K10 ngày hôm nay giá 3 triệu ạ. Tiếng cực kỳ gắt luôn ạ, cúc độ tùa này còn cực kỳ cao luôn nha. Và với những cái thương hiệu này, để mà anh em thợ hoặc là bác nào đã sử dụng qua những dòng Sinawai này, các bác không cần phải nhìn máy, chỉ cần đứng xa bịt mắt lại nghe biết là tiếng Sinawai rồi. Cái tiếng gió của Sinawai nó có cái gì đó nó cực kỳ đặc trưng nha, cái tiếng gào thét của nó, tiếng rú của nó ạ, đặc trưng của tiếng máy của nó ạ. Sinawai gần như nó khác tất cả các thương hiệu khác. Đó, như em vừa nói đấy ạ, anh em thợ hoặc là một ông nào quen với những thương hiệu Sinawai này, đó, không cần phải nhìn Sinawai, nghe tiếng nổ nó biết đã ở tiếng máy của Sinawai rồi đấy ạ. Vâng, K10 ngày hôm nay giá 3 triệu nhờ các bác. Vâng, từ K1 đến K10 đều đến từ những thương hiệu máy 2 thi, phần khúc CC rất đa dạng, để cho đến giá tiền cũng vậy. Đó, đã là 2 thi thì xăng phải pha nhớt, và tỷ lệ pha nhớt chỉ là 1/20, 1 đi nhớt là 20 đi xăng, đó là những cái dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn cái loại 170-200 nghìn một hộp ấy ạ, thì các bác pha giảm đi nha. Vâng, ngày nào cũng vậy, có một con 4 thi duy nhất, 4 thi bữa nay bên con thi cũng gần hết rồi đấy ạ. Tiếp tục là một siêu phẩm máy 4 thi, xăng trắng đổ đây, nhớt đổ đây, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác. Lại là một con Honda GX 25cc lòng 35 ly nha các bác. Với tất cả những thương hiệu Honda mặt hàng chính hãng, lốc máy cũng đều có dập nổi, Honda GX 25 dập nổi. Và với tình trạng của em nói thì đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 260, tay ga bóp hệ xịn giò cho các bác. Đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản hết, đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Vâng. Con số K11 ngày hôm nay giá 2.550.000 đồng ạ. 2.550.000 đồng K11 cho thương hiệu 4 ti. Đó, xăng trắng không cần phải pha xăng nhớt, nhớt đổ đây. Đến với thương hiệu Honda, phân khúc của nó là 25cc lòng 35 ly ạ. K11 còn cuối cùng ngày này giá 2.550.000 đồng ạ. Với em vừa báo giá lô, tuy có 11 con thôi, như đầu video các bác đã xem đó, rất nhiều thương hiệu khác nhau, phân khúc CC, giá tiền khác nhau nha các bác. Bác nào cho con nào cho con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Với bác nào chốt chậm chốt hụt hoặc là chưa đúng cái thương hiệu cần mua,
Các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Ngày nào em cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày nha các bác. Và rồi kết thúc video tại đây, xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.